Xong, đã chia sẻ xong. Mọi người có băn khoăn hay câu hỏi gì không? Muốn băn khoăn gì nữa hả? Không có tư duy chủ động rồi hỏi han rồi mà học hành mới nó mới tiến bộ nhanh được chứ. Không có gì muốn hỏi à? Nope. Giỏi quá ha. Hiểu hết rồi. Hiểu hết 100%. Không có gì muốn hỏi hết. Không hỏi đúng không? Nhớ nha, không hỏi đây nha. Mai mốt mà không biết làm đừng có trách. Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp giống như vậy chưa? Chúng ta đều biết là cần phải hỏi thật là nhiều và luôn được khuyến khích là hỏi nhiều lên thì cái quá trình học nó mới nhanh và thực tế hiệu quả được. Nhưng thực ra từ nhỏ tới lớn mình không được dạy cách để hỏi, mình chỉ được dạy cách học thuộc lòng câu trả lời thôi. Nên khi lớn lên mình có thể học từ một thầy cô, giảng viên, giáo viên, trainer nào đó, hoặc thậm chí là các bạn muốn học hỏi từ một người thành công trong công việc của họ thì mình muốn tiếp cận hỏi để có thể học được nhiều nhất. Nhưng chúng ta không biết hỏi như thế nào hết. Nên trong video clip này anh sẽ chia sẻ với các bạn cách để hỏi cho đúng. Nhớ, chất lượng của câu hỏi là chất lượng của câu trả lời mà bạn nhận được. Cách mà chúng ta đưa ra một câu hỏi như thế nào nó sẽ quyết định xem là các bạn nhận lại được một câu trả lời tương xứng ra làm sao. Và hầu hết mọi người đều đưa ra một câu hỏi rất là kém chất lượng. Đó là lý do tại sao các bạn nhận lại được một câu trả lời không thực sự làm thỏa mãn chính bản thân của mình, đôi khi làm khó cho người đưa ra câu trả lời. Và trong những trường hợp đó thông thường á, vì sao các bạn lại không hỏi được? Sẽ có 3 trường hợp thôi. Một là về cơ bản là mình không quan tâm. Mình không quan tâm tới chủ đề đó, mình không quan tâm tới bài học đó, nên là cứ nghe, ok, nghe biết rồi thôi. Là một. Trường hợp thứ hai, không có gì để hỏi. Ừ, biết vậy rồi, sao nữa. Và trường hợp thứ ba là cũng có không hiểu hiểu đó, nhưng mà không biết hỏi như thế nào. Đúng không? Và chuyện đó là điều rất là bình thường, bởi vì chúng ta được dạy cách để đưa ra câu trả lời nhưng không được dạy cách để đặt câu hỏi. Đặc biệt trong trường hợp là học hỏi, hỏi để học điều gì đó mới từ người khác. Nên ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn cách để đặt câu hỏi sao cho hiệu quả nhất. Đầu tiên, mình phải hiểu là tại sao việc đặt câu hỏi lại khó đến như vậy. Các bạn phải nhận ra một điều, đặt câu hỏi không phải là một hành động mà là một kỹ năng, a skill. Không chỉ là câu hỏi của em là hai chấm điền vô. Nó không đơn giản là giống như vậy, nó là một cái kỹ năng mà các bạn phải suy nghĩ rất là nhiều. Các bạn hãy nhìn nó ở khía cạnh là khi mình đặt câu hỏi cho một người khác là mình đưa cho họ một cái đề bài để giải. Cách đặt câu hỏi là cách đưa ra đề bài. Thành ra mình đưa đề bài như thế nào để người khác có thể giải được đúng với mục tiêu mình đưa ra ban đầu. Đó là cả một kỹ năng cần phải học hỏi. Và khi nhìn nó ở góc độ đưa ra đề bài, các bạn sẽ hiểu chuyện này rõ và sâu sắc hơn rất là nhiều. Giáo viên ra đề cho học sinh làm bài. Thông thường các bạn ở đó vai trò là học sinh từ xưa tới giờ quen rồi, các bạn sẽ nhận được những đề bài như thế nào và các bạn thích nhận được những đề bài như thế nào hơn. Comment xuống phía dưới xem. Thông thường có hai dạng đề: tự luận và trắc nghiệm. Các bạn thích làm dạng đề nào hơn? Thường là trắc nghiệm đúng không? Ok, nên là chúng ta phân tích ở đây một xíu để các bạn có thể hiểu được là hai dạng đề đó khác nhau như thế nào. Và khi mình hiểu được chuyện đó rồi, ở phần sau các bạn sẽ hiểu là mình sẽ cần đặt câu hỏi cho người khác như thế nào để các bạn có được câu trả lời mình mong muốn nhất. Ok, tự luận và trắc nghiệm. Đầu tiên về số lượng, tự luận sẽ ít câu hỏi, chỉ đưa ra một vài câu hỏi thôi, nhưng học sinh phải trả lời rất là nhiều, đúng không? Ngược lại, trắc nghiệm số lượng rất là nhiều câu, nhưng mà người học sinh, người trả lời rất ít và rất ngắn gọn. Ok, về chất lượng của một bài thi, tự luận sẽ phụ thuộc vào người chấm bài, là người phải có kiến thức, chuyên môn, suy nghĩ để có thể đọc một cái câu trả lời dài giống như vậy và hiểu được tư duy, suy luận của học sinh, khả năng hệ thống và trình bày vấn đề có rõ ràng hay không, nên là phụ thuộc vào người chấm bài. Còn đề trắc nghiệm sẽ phụ thuộc vào người ra đề. Cái việc chấm bài thì rất là dễ, chỉ việc chấm so kết quả thôi. Nhưng người ra đề sẽ là người phải suy nghĩ làm sao đặt câu hỏi cho nó hay, sâu sát và tốn nhiều nỗ lực hơn rất nhiều. Điều thứ ba, tự luận dễ soạn đề nhưng khó chấm điểm. Trắc nghiệm khó soạn đề nhưng mà rất là dễ để chấm điểm. Cho nên là nếu mà được lựa chọn, thông thường cái dễ nhất cho giáo viên là gì? Mình đưa ra một cái đề bài tự luận, đặt ra một câu hỏi mở, một câu hỏi tự luận và học sinh phải trả lời rất là nhiều. Ngược lại, nếu mình muốn có câu trả lời nhanh hơn, rõ ràng hơn, dễ thấy hơn thì cần phải bỏ nỗ lực để suy nghĩ và đưa ra những cái đề thi trắc nghiệm.
nên đề thi trắc nghiệm khó ra đề cũng rất là nhiều. Nó phụ thuộc vào rất nhiều cái khả năng chuyên môn và kỹ năng của người giáo viên, của người ra đề. Nên hiểu chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện mà các bạn đặt ra một câu hỏi cho người khác? Quay lại ý ban đầu anh có nói, khi các bạn đặt một câu hỏi cho người khác là lúc mà mình đưa ra cho họ một đề bài để giải. Và cái quan trọng nhất khi việc các bạn đưa ra một đề bài để cho người khác giải, trong trường hợp là mình muốn học hỏi từ người khác, thì hãy đưa cái đề bài làm sao mà cho người khác dễ trả lời nhất, nhanh nhất có thể, và các bạn cũng có được câu trả lời của mình liền và gọn nhất có thể. Thông thường mọi người, mình hãy đưa cho cái người mà mình muốn học hỏi một câu hỏi tự luận, chỉ đưa ra một câu hỏi thôi, và cái người kia muốn trả lời cho câu hỏi các bạn, họ phải suy nghĩ, sắp xếp, hệ thống, và sau đó tìm cách để trình bày và chia sẻ ra cho các bạn mới hiểu. Thì nỗ lực của người đặt câu hỏi là rất thấp, nhưng nỗ lực của người trả lời là rất nhiều. Nên nếu các bạn thật sự là một người đưa ra câu hỏi hiệu quả, chủ động và có kỹ năng, các bạn phải học cách đưa ra cho người khác một câu hỏi trắc nghiệm. Và đó là lúc mà các bạn phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn để đưa ra cái câu hỏi đó. Và đó là lúc cái người trả lời họ sẽ tốn ít nỗ lực hơn để trả lời và đưa ra cho các bạn cái lời khuyên và cái bài học cần thiết. Và đó là lúc mà các bạn sẽ học được nhiều nhất, và người khác sẽ rất là vui vẻ và thoải mái để đưa ra câu trả lời cho các bạn. Ví dụ nè, nếu các bạn hỏi anh ơi, bí quyết của thành công là gì hả anh? Ok, anh sẽ bắt đầu phải suy nghĩ và đưa ra một bài văn tự luận về bí quyết thành công. Các bạn hiểu ý anh đang nói gì không? Hoặc các bạn hỏi anh ơi, làm sao để trở thành người giao tiếp và thuyết trình thật là xuất sắc hả anh? Anh cũng sẽ có câu trả lời, bởi vì anh biết sẽ làm nó như thế nào. Nhưng thông thường anh cần phải tới 8 tuần để trả lời cho một câu hỏi đơn giản đó giống như vậy. Bài luận của anh phải tốn tới 8 tuần để trả lời thông qua khóa học Public Speaking nếu các bạn muốn có câu trả lời của mình. Cho nên đó là những dạng câu hỏi mà khiến cho người khác rất là khó để đưa ra câu trả lời. Nên ngay từ đầu anh đã nói với các bạn rồi nha, cái loại câu hỏi mà mình dạy với nhau ngày hôm nay không phải để thách đố người khác, không phải để thử thách kiến thức của người khác, không phải để mà mình phỏng vấn người khác. Đây là một câu hỏi mình hỏi với thái độ cầu tiến và học hỏi, và mình muốn có được kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, cái bài học sâu sắc từ cái người đó. Và các bạn là người có lợi được nhiều nhất, cho nên hãy làm cái cuộc trao đổi đó làm sao thuận tiện nhất, dễ dàng nhất và vui nhất có thể cho cái người kia, thì họ sẽ muốn dành ra công sức, nỗ lực, thời gian, kinh nghiệm của mình để truyền đạt cho các bạn. Nên là hãy đặt câu hỏi cho đúng cách. Và đúng cách như thế nào? Có 4 loại câu hỏi rất cơ bản trong việc đưa ra để học hỏi. Ví dụ, anh có chia sẻ về một cái chủ đề về phân biệt giữa người hướng nội và hướng ngoại sao cho thật là rõ ràng để các bạn không còn bị băn khoăn và lăn tăn nữa. Và anh chia sẻ rất nhiều những cái định nghĩa của anh dựa trên những trải nghiệm đúc kết của riêng anh và đưa ra những ví dụ rất cụ thể và rõ ràng. Nhưng nếu các bạn xem video clip đó xong và các bạn muốn hỏi anh về chuyện đó thì sẽ hỏi như thế nào? 4 cách để hỏi. 1. Yes no question. Đưa ra một đề bài và câu trả lời sẽ là yes or no. Đây là câu trả lời dễ nhất. Ví dụ nè, sau khi xem cái đó xong, các bạn sẽ thấy là à, xem video của anh em bắt đầu hiểu rõ hơn rồi. Theo như các định nghĩa của anh mà em suy luận lại là em chắc là người hướng nội, bởi vì ngày xưa tới giờ em cứ nghĩ là em thích party, thích đi chơi thì chắc là hướng ngoại. Còn lại em thích ở một mình, em là hướng nội nên em có cả hai hướng. Nhưng bây giờ em nhận ra là hey, em thích đi party, em thích đi phượt. Tuy nhiên những thứ đó em có thể đi một mình cũng được, cho nên em là người hướng nội. Em suy luận như vậy có đúng không anh? Yes or no. Và các bạn có thấy không, cái người hỏi phải bỏ ra nhiều nỗ lực tư duy và suy nghĩ, sắp xếp, truyền đạt ra ngoài. Rất là nhiều bước cần phải làm, chứ không chỉ là bật ra một câu hỏi. Mà các bạn phải bỏ nhiều nỗ lực ra như vậy nếu muốn có được một gì hay từ những người giỏi hơn, những người thành công, từ những người thầy, người cô của mình. Và khi đó anh sẽ nghe câu hỏi đó, anh sẽ hiểu về suy luận của bạn, anh sẽ hiểu về trường hợp riêng của bạn, anh sẽ hiểu về cái kết luận của bạn. Thì yes no questions dùng trong trường hợp khi các bạn muốn confirm, muốn xác nhận lại một điều gì đó là đúng hay là sai. Bởi vì khi mình nghe xong mình thấy hiểu, hiểu rồi, wow, cảm ơn rất nhiều. Nhưng làm sao biết được là các bạn đã hiểu hay chưa? Nên đây là trường hợp mà các bạn nghe xong mà mình tưởng là mình có vẻ hiểu. Và nếu muốn chắc chắn hơn về kiến thức mà mình được thu nhận, hãy dùng câu hỏi yes no question để xác nhận lại một lần nữa là mình đã hiểu nó như thế nào. Nên nếu muốn xác nhận lại kiến thức xem mình hiểu hay chưa, hãy hỏi một câu hỏi yes no question. Dạng câu hỏi thứ hai là dạng câu hỏi điền vào chỗ trống.
Đây là cái mà người ta cũng phải tư duy và suy nghĩ để trả lời. Tuy nhiên là các bạn đã có một cái vế trước rồi đúng không? Cái đề bài nó đã có một cái vế gì đó. Nhưng mà có một phần, chỉ một phần nhỏ là chưa hoàn chỉnh thôi. Chỉ việc điền vào chỗ trống thôi. Mình sẽ dùng cái này trong trường hợp nào? Khi các bạn cần clarify, mình cần làm rõ hơn một cái ý nào đó. Mình nghe cũng có vẻ hiểu hiểu rồi, nhưng nó hơi mơ hồ đối với mình một xíu. Thì các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể trích dẫn từ cái lời dạy và cái bài nói của một người nào đó. Các bạn trích dẫn y chang lại. Và khi vào đó các bạn hỏi ra là chỗ này hiểu, còn cái chỗ này em thấy hơi mơ hồ một xíu, anh có thể giải thích rõ hơn nó là như thế nào không hả anh? Ví dụ trong định nghĩa về hướng nội của anh. Hướng nội là người có khả năng làm mọi việc một mình. Nếu các bạn băn khoăn về chuyện đó, các bạn có thể hỏi là: anh ơi, em đã từng nghe video clip của anh và em thấy là anh có nói là trích dẫn lại. Hướng nội là người có khả năng làm mọi việc một mình. Thì, ủa, em hơi băn khoăn về chữ mọi việc trong cái câu của anh đó anh. Không lẽ người hướng nội siêu nhân dữ vậy luôn hả anh? Em hơi cảm thấy mơ hồ về cái ý đó. Nó là sao hả anh? Thì khi đó, cái người mà nhận được câu hỏi nè, họ sẽ biết một bối cảnh rất cụ thể là trong nguyên một cái bài giảng của mình có khi cả trăm câu, thì cái chỗ nào là chỗ bạn nó không hiểu? Một cái câu rất cụ thể mà bạn nó không hiểu, cái ý này đó bạn nó không hiểu. Những ý kia thì hiểu rồi, nhưng chỗ này thì chưa. Thì về cái phía mà người trả lời, họ sẽ biết cái bối cảnh cụ thể là gì, câu hỏi cụ thể là gì, và sẽ làm rõ hơn cho các bạn. Và khi đó sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu. Ok? Chứ đừng hỏi một câu hỏi chung chung là em thấy cái định nghĩa về hướng nội của anh nó chưa rõ lắm, nó sao á. Anh có thể giảng rõ hơn lại về chuyện đó không anh? Đây là cái mà rất nhiều bạn hay gặp phải. Mình hỏi một câu hỏi quá chung chung, cho nên là người giảng khi giảng lại một cái rất là chung chung. Thầy em không hiểu về phần hướng nội lắm, thầy có thể giải lại về phần hướng nội được không? Ok, tôi sẽ giảng lại. Nếu các bạn hỏi chung chung như vậy, nếu là anh cũng sẽ giảng lại y chang. Định nghĩa hướng nội, nghe cho kỹ này, nghe kỹ này. Hướng nội là như vậy, như vậy. Ví dụ giải thích xong, các bạn hiểu chưa? Em chưa hiểu rõ lắm, thầy giảng lại một lần nữa được không? What? Nếu các bạn không nói mình rõ chỗ nào thì nếu phải giảng lại thì cũng giảng lại y chang vậy Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn sẽ hay bị giáo viên chửi là sao không tập trung nghe bài mà giờ hỏi lại. Tôi nói nãy rồi mà, không hiểu chỗ nào. Mà các bạn sẽ cảm thấy sợ mà mình không dám hỏi luôn. Nhưng thật ra là các bạn đã đặt ra câu hỏi chưa có đúng cách. Lần sau áp dụng cách này của anh, lấy đúng một phần nào đó, có thể là một câu nói nào đó, có thể là một công thức nào đó, có thể là một cái ý nào đó, các bạn phải trích dẫn lại. Và khi các bạn trích dẫn lại được cái đó, nghĩa là gì? Các bạn nói cho cái người đang giảng giải cho mình là mình thật sự rất là tập trung, mình không có bị lơ đãng, mình rất tập trung. Tại vì tập trung thì mới nghe và nhớ được cái câu đó để trích dẫn lại. Thì cái đó đồng nghĩa với chuyện là mình cho cái người giảng cho mình biết là tôi đang rất là tập trung và cố gắng muốn học đây, nên là tôi mới nghe và nhớ được cái câu này, khúc này, chữ này, công thức này, ví dụ này là mình chưa hiểu thôi. Thì ngay cả trong cái cách đặt câu hỏi giống như vậy, các bạn cũng đã cho cái người giảng cho mình biết là hey, mình cho họ sự tập trung, mình rất là quyết tâm muốn học, mình không chỉ là hỏi cho vui. Đó là thái độ học tập, đó là tinh thần học tập bên cạnh cái kiến thức mà mình đã hiểu và biết được. Và đây là cái mà mình chưa hiểu và chưa biết được. Và các bạn thấy không, cái người hỏi phải bỏ ra rất là nhiều nỗ lực để truyền tải một cái thông điệp đúng cái người mà đưa ra bài giảng cho mình. Thì khi đó nếu đặt trường hợp mình là người đang giảng bài, mình sẽ nghe thấy là đứa học sinh này đang rất là tập trung, nên mình không chửi nó về chuyện là không tập trung được, tại vì nó trích dẫn được đúng y chang cái mà mình đang giảng cho nó. Chỗ nó chưa hiểu rất là cụ thể và rõ ràng, nghe cái mình biết được liền. Và sau đó mình sẽ có thể dễ dàng suy nghĩ hơn để trả lời đúng chỗ, đúng cách để cho bạn đó hiểu nhanh nhé. Ok, nên các bạn cần phải trích dẫn đúng cái phần đó ra luôn, thì cái người trả lời họ mới biết là chỗ nào để mà chia sẻ và làm rõ thêm cho các bạn những thứ mà mình còn mơ hồ và chưa chắc chắn. Đó là câu hỏi thứ hai, điền vào chỗ trống dùng để clarify, xác nhận rõ một vấn đề. Hai cách nãy giờ, nếu các bạn để ý, nó sẽ dựa trên một mục tiêu là mình hỏi để hiểu thêm và làm rõ lại về kiến thức, bài giảng, thứ mà họ đang dạy và đang muốn chia sẻ cho mình biết. Còn hai cách cuối cùng này sẽ dùng để các bạn hỏi về chuyện áp dụng nó vào trong thực tế và trong cuộc sống như thế nào. Và để hỏi những câu hỏi dạng này sẽ dựa trên một cái đề bài vô cùng quen thuộc. Là các bạn đưa ra một câu hỏi và nhớ đưa ra option để lựa chọn A, B, C. Ví dụ, các bạn xem video clip của anh xong và thấy là băn khoăn là em hiểu rồi, mọi cái đều có một cái điểm mạnh riêng, hướng nội và hướng ngoại. Tuy nhiên em là người hướng nội, còn bạn gái của em là người hướng ngoại. Thì nếu mà hai người đi chung sẽ phải như thế nào hả anh? Tại vì hồi xưa giờ vẫn hay xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau lắm, em nên làm gì hả anh?
Thì nếu các bạn hỏi một câu hỏi ứng dụng trong thực tế giống như vậy, trong một tình huống cụ thể mà chỉ dừng lại ở đó thôi, đó cũng là một câu hỏi chưa hiệu quả. Tại sao? Tại vì các bạn đã làm thêm một bước là liên hệ cái kiến thức đó với tình huống thực tế của cá nhân và suy nghĩ xem mình sẽ áp dụng như thế nào. Đúng, các bạn đã làm thêm được một bước rất là giỏi rồi đó, nhưng nên đi thêm một bước nữa để cho cái người trả lời các bạn cảm nhận thấy mình là người rất là chủ động, đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để tự tìm kiếm câu trả lời trước, chứ không phải là hỏi một cách lười biếng chỉ vừa mới suy nghĩ ra xong, hỏi và mong nhận được đáp án liền chứ không nỗ lực để tìm kiếm. Ok, nên các bạn nên đẩy thêm một bước nữa trước khi hỏi theo các bạn sẽ làm gì trước, nói ra suy nghĩ và quan điểm của mình, sau đó mới hỏi thêm về cái người có chuyên môn và kiến thức. Ví dụ các bạn có thể nói là à, trong tình huống đó thì em nghĩ là sẽ có 3 cách để có thể làm, anh nghe xem là có hiệu quả hay không nghe. Em nghĩ là cách thứ nhất là sẽ chia hoạt động ra, hai bên đều hiểu nhau rồi thì lâu lâu một lần em cũng sẽ nỗ lực để hướng ngoại hơn, tham gia nhiều cuộc trò chuyện, những nơi đông người, làm quen nhiều bạn mới, những bạn của cô ấy nữa, và cũng sẽ theo cô ấy. Nhưng đôi khi cô ấy cũng sẽ theo em, cô ấy cũng sẽ chấp nhận và tôn trọng cái việc mà em cần thời gian ở một mình và không tham gia quá nhiều những hoạt động xã hội, thì thống nhất với nhau để có những hoạt động mà phù hợp với cách của nhau. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có khi cái việc sắp xếp và chia ra đều giống như vậy nó cũng không hiệu quả, thì em nghĩ là giải pháp thứ hai là thôi em chịu thiệt trước trong lúc đầu cũng được, để em nỗ lực để tìm hiểu về thế giới của người hướng ngoại, để mà làm những cái mà bạn gái của em thích trước, rồi sau đó từ từ em mới mong đợi cô ấy ngược lại. Đó là hướng thứ hai mà em nghĩ. Hướng thứ ba mà em nghĩ là tìm cách gửi cho cô ấy những video clip để hiểu về hướng nội hướng ngoại, như là những video clip của anh đã chia sẻ chẳng hạn, để cô ấy hiểu rõ hơn một cách có bài bản, hệ thống kiến thức, thì cả hai bên sẽ thấu hiểu nhau rõ hơn về việc tâm lý khác biệt như thế nào, sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn chẳng hạn. Đó là ba cách mà em nghĩ. Anh có góp ý gì thêm cho em trong trường hợp này không anh? Chấm hỏi. Thì khi nhận được một câu hỏi giống như vậy á, ở phía người trả lời họ sẽ thấy là ồ, người này thật sự rất là quan tâm tới kiến thức bài giảng mà mình đã chia sẻ, và họ nghe xong, họ hiểu xong, họ thật sự muốn áp dụng nó. Đó là người có thái độ rất là cầu thị, và rồi họ không chỉ đưa ra một bài toán xong rồi quăng cho mình nhờ mình giải quyết một cách bị động và lười biếng, họ còn chịu khó động não, suy nghĩ và bắt đầu tự tìm lời giải cho mình trước, là cái thứ hai. Và cái thứ ba, họ là người có khả năng trình bày và sắp xếp cái câu hỏi của mình vô cùng logic, gọn gàng và dễ theo dõi. Đây là cái nhận định của em, đây là những lời giải mà em có nghĩ. 1, 2, 3. Và câu hỏi của em là chấm hỏi. Khi đọc vào đó mình sẽ cảm thấy nó rất là dễ hiểu ý của người hỏi, khi đó mình sẽ dễ để có được câu trả lời hơn, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, mình sẽ muốn trả lời hơn, bởi vì mình rất là muốn giúp những người đã tự giúp mình trước. Đó là nguyên tắc vô cùng quan trọng các bạn cần phải nhớ. Nên hãy suy nghĩ và động não trước để đưa ra những cái quan điểm và đề xuất giải pháp của riêng các bạn. Cuối cùng, cách thứ tư cũng dựa trên việc là các bạn sẽ đưa ra những option, chứ đây có thể là những cái mà các bạn đã làm rồi. Thay vì nói là đây là cái mà em hiểu, em sẽ định áp dụng như sau, sẽ làm 1, 2, 3, anh có góp ý gì thêm cho cái sẽ làm này của em không, thì cách thứ tư là cái mà các bạn có thể suy ngược lại trong quá khứ. À, trong quá khứ em đã từng làm cái này rồi, 1, 2, 3, tuy nhiên vẫn thất bại mà chưa có giải pháp, thì hiện nay em chưa nghĩ ra cách nào thêm thật sự hiệu quả, anh có góp ý gì thêm cho em không. Hoặc các bạn quay về và áp dụng và làm. Các bạn không nhất thiết phải đặt câu hỏi liền trong lúc mà mình nghe cái bài giảng, cái bài học đó. Các bạn đem về áp dụng trong trường hợp này, trường hợp kia của riêng mình, và sau đó chưa có kết quả như ý, các bạn có thể đem cái tình huống đó lên để hỏi là à, tình huống của em là như vậy nè, sau khi hiểu và áp dụng cái của anh thì em thấy nó vẫn chưa có kết quả như ý muốn lắm. Em đã làm những cái như sau, 1 là, 2 là, 3 là, nhưng kết quả hiện nay của em là vậy, cho em hỏi là chấm hỏi. Thì khi đó các bạn cũng đưa ra những cái option, những lựa chọn rất là cụ thể và rõ ràng để người nghe họ hiểu được, và nó cùng nguyên tắc giống như cách thứ ba mà anh chỉ các bạn. Ok, nhưng một cái là mình sẽ đề xuất những cái thứ mình sẽ làm, một cái là nói những cái mà mình khó khăn, mình chưa tìm ra được giải pháp gì mới hết, nhưng các bạn phải cho người khác thấy là bạn đã làm những cái gì rồi, cụ thể 1, 2, 3. Và đó là hai cách để các bạn có thể đưa ra câu hỏi với mục tiêu là biết được cách áp dụng vào thực tế và cuộc sống của mình một cách hiệu quả nhất. Ok, cho nên sau video clip này hãy học cách áp dụng câu hỏi đó thiệt là đúng đắn. Nếu có những câu hỏi vẫn còn băn khoăn về clip đặt câu hỏi này, comment xuống phía dưới và đem về áp dụng trong cuộc sống của các bạn. Có những cái kết quả nào hay ho hoặc có những băn khoăn mới cũng có thể comment xuống phía dưới. Và nhớ một điều cuối cùng, tóm lại hết tất cả những cái mà anh chia sẻ nãy giờ, đó là người hỏi
phải bỏ ra 90% nỗ lực để chuẩn bị hệ thống, sắp xếp, đưa ra quan điểm, động não và trình bày mọi thứ rất là rõ ràng. Và người trả lời, mình chỉ mong đợi họ là bỏ ra thêm 10% để trả lời cho mình thôi. Và khi đó sẽ dễ hơn để nhận được câu trả lời mà mình thật sự mong muốn. Nhớ làm chuyện đó. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem một video clip của anh, nhớ nhấn vào nút subscribe phía dưới, bật chế độ thông báo lên. Bởi vì mỗi tuần anh sẽ đều đăng lên ít nhất là 2 video clip nói về chuyện giao tiếp, thuyết trình sao cho tự tin hơn, dành riêng cho các bạn.